Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hoa hậu thời mất giá, người bán hoa, kẻ lừa đảo. Bất cứ mặt hàng nào mà sản xuất quá nhiều thì sẽ vừa kém chất lượng, vừa mất giá. Còn nhớ khoảng 20 năm trước, xe máy Trung Quốc tràn ngập, số lượng áp đảo xe Nhật. Tuy nhiên, việc làm quá nhiều sản phẩm với chất lượng kém, giá cũng thấp. Hay hàng ô tô cũng vậy, xe được sản xuất giới hạn thì giá cao còn sản xuất đại trà thì giá lại mềm. Hoa hậu cũng thế mà thôi. Mỗi năm ở Việt Nam, nếu chừng dừng lại một vài cuộc thi hoa hậu, thì danh hiệu hoa hậu mới có giá trị. Vì để có danh hiệu, nàng hoa hậu phải vượt qua rất nhiều thí sinh, cả về nhan sắc lẫn trí tuệ, để mà giành lấy vương miện cho mình. Còn mỗi năm có đến khoảng 30 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, thì danh hiệu hoa hậu cũng chẳng có giá trị nữa cái gì nhiều quá thì chất lượng giảm đó là điều hiển nhiên hoa hậu đang tràn lan trước đây thi hoa hậu là cuộc thi tìm kiếm người đẹp cả về hình thể trí tuệ lẫn nhân phẩm thì nay họ chỉ chăm chăm tìm kiếm danh hiệu do đó nhiều cuộc thi đã bị biến tướng tình trạng mua bán giải tràn lan thậm chí nhiều trường hợp đã bị đưa lên mặt báo khi người đẹp bị tiền chọn chứ không phải người chọn thì cái đẹp cũng bị méo mó đi rất nhiều. Cho nên những người đẹp gần đây cứ hệ lên báo thì lại bị vạ miệng. Vạ miệng bởi các nàng là những người thiếu trí tuệ, không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Có nàng hoa hậu đẹp hình thể nhưng khuyến khiết về trí tuệ, thậm chí có nàng khiếm khuyết luôn cả hai. Chính vì các nàng hoa hậu khiếm khuyết tràn lan nên giá trị của các nàng cũng vì thế mà lao dốc. Thực ra người đẹp toàn diện không phải chỉ có hình thể và trí tuệ mà còn có cả nhân cách. Tuy nhiên ngày nay để có nàng hoa hậu song toàn về hình thể và trí tuệ cũng đã cực hiếm thì cái gì đẹp toàn diện ở cả ba tiêu chuẩn đây. Nếu là người có nhân cách không bao giờ bán rẻ bản thân mình bằng cách hành nghề bán hoa hay đi lừa đảo cả. Hoa hậu thời mất giá có người hành nghề bán dầm vào ngày 15 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phá đường dây hoa hậu bán dâm, mỗi lần bán dâm lên đến, đến 200 triệu đồng. Tuy giá bán dâm cao gấp hàng trăm lần so với gái không có danh hiệu, tuy nhiên những nàng hoa hậu ấy lại là những nàng hoa hậu mất giá. Những người này đã định lại vị trí của mình chỉ ngang bằng với gái bán hoa mà thôi. Nếu không có tình trạng loạn hoa hậu thì khó mà có chuyện nàng hoa hậu lại đi làm gái bán hoa như vậy. Vào ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng PC01 cho biết họ đã khởi tố bắt tạm giam một hoa hậu quý bà 37 tuổi sống ở phường 9, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà hoa hậu này đang làm chủ một loạt cơ sở spa mộc hoa. Được biết bà này là hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2022. Một danh xưng hoa hậu nghe lạ hoắc. Tại cuộc thi Hoa hậu kể trên bà này được đánh giá là thí sinh nổi bật với những dự án vì cộng đồng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bà giữ chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mộc Hoa hoặc là spa Mộc Hoa với hàng loạt cơ sở spa Mộc Hoa tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, vân vân. Tuy nhiên, đằng sau việc làm từ thiện lại là hành vi lừa đảo. Hoa hậu lừa đảo những gì không mua được một nghìn tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Những gì dù đã mua được bằng rất nhiều tiền thì nó cũng sẽ rớt giá khi nguồn cung ra thị trường dồi dào. Không phải tất cả các nàng hoa hậu đều không tử tế, tuy nhiên sự tử tế trong các nàng hoa hậu thời nay cũng là hiếm đi rất nhiều. Xã hội Việt Nam như thế nào thì trong giới showbiz cũng như thế, nó đặc biệt đúng trong các cuộc thi hoa hậu sống dưới chế độ này con người trọng vật chất, con tiền lớn hơn giá trị con người, nên giá trị con người ngày một rẻ rúng và những nàng hoa hậu cũng như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo d với bản tin Hoa hậu thời mất giá, người bán dâm kẻ lừa đảo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vô Đàm sớm xỉu ngay khúc dạo đầu. Thủy Tiên tránh mặt. Phương Hằng dính án 3 năm. ngày 21 tháng 9, ngày đầu tiên của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Với năm bị can là bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Cung Tân và luật sư Đặng Anh Quân. Vua Đảm đã xỉu ngay khúc dạo đầu. Đáng chú ý nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Thủy Tiên là hai người kiện bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường đến 73 tỷ đồng vì những thiệt hại tinh thần và vật chất. Hai ca sĩ này được tòa triệu tập, tuy nhiên trong phiên tòa này chỉ có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có mặt, còn ca sĩ Thủy Tiên thì ủy quyền cho luật sư làm việc với tòa. Ban đầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị bà Hằng bồi thường thiệt hại vật chất lên số tiền hơn 40 tỷ đồng. Nhưng tại tòa ông cho rằng thiệt hại kinh tế có thể làm lại được, còn tổn thất tinh thần thì không thể. Do đó, ông chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi trực tiếp ngay tại tòa. Tuy nhiên đáp lại, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bản thân bà cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, thấy mình bị tấn công trước chứ không phải bị cáo đi kiếm chuyện. Về phía ca sĩ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh thông qua luật sư cũng thay đổi yêu cầu, từ chỗ yêu cầu bồi thường hơn 30 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng bù đắp tổn thất tinh thần. Nay chỉ còn yêu cầu bồi thường 2,3 tỷ đồng tổn hại vật chất và 14 triệu đồng tổn thất tinh thần. Như vậy, chỉ mới ngày xét xử đầu tiên thì ca sĩ Đàm Bánh Hưng đã xỉu, chứ không còn căng như trước, đòi bồi thường hơn 40 tỷ đồng. Ca sĩ Thủy Tiên cũng xỉu tương tự. Thủy Tiên vắng mặt tại tòa Ra trước tòa với vai trò là người có nghĩa vụ liên quan bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo có vẻ mạnh mẽ nhất. Bà này cho rằng cáo trạng không đầy đủ và toàn diện. Bà tố cáo bị cáo Nguyễn Phương Hằng còn nhiều đồng phạm khác nữa nhưng không bị đưa ra xét xử. Cụ thể là ông Huỳnh Uy Dũng đã tham gia live stream nói ủng hộ vợ tới cùng. Nhân vật chính gây ra hàng loạt vụ tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Võ Hoàng Yên lại đứng ngoài vòng lao lý. Trong khi tại phiên tòa này đang diễn ra. Ông ta được cho biết là lừa đảo đại chúng sự thật quá rõ ràng, nhưng cuối cùng chẳng hề hấn gì cả. Ngoài ông Võ Hoàng Yên thì nghệ sĩ Hoài Linh cũng là một trường hợp làm nhiều người đặt câu hỏi. Vấn đề quyên góp tiền từ thiện rồi im của ông này có thể bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ông này cũng đứng ngoài vòng lao lý. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Khi bà yêu cầu ông Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Hoài Linh lại im lặng. Tại phiên tòa này, nhà báo Nguyễn Đức Hiển tức Năm Mực không có mặt tại tòa mà thay vào đó là luật sư đại diện. Đại diện của Nguyễn Đức Hiển đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển là bị hại trong vụ án. Đồng thời, đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo công khai xin lỗi, cải chính những phát ngôn sai sự thật. Ngoài ra, đại diện của ông Hiển còn đề nghị hội đồng xét xử khởi tố vụ án về hai tội làm nhục người khác và vô khống vì tại phiên tòa phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. Ba năm tù là cái giá mà bà Nguyễn Phương Hằng phải trả khi dám déo tên ông Phan Văn Mãi. Phiên tòa kéo dài đến tối và không có yếu tố bất ngờ nào. Bà Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù giam trong khi đó bà đã bị tạm giam 18 tháng. Nghĩa là bà chỉ ở trong tù thêm 18 tháng nữa. Bà Hằng bị kết tội theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, một điều luật rất mơ hồ giúp cơ quan tố tụng muốn diễn thế nào thì diễn. Có người đã có hỏi, danh giới giữa ngôn luận và lạm dụng quyền tự do dân chủ là gì? gây thiệt hại như thế nào thì đến mức bị truy tố hình sự. Ở Việt Nam nói gì cũng được, nhưng không được nói nhà nước sai. Nói dân thì được, nhưng nói quan chức thì bị trả thù, bởi họ có thể dùng luật pháp để trả thù riêng một cách dễ dàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin Thời báo chấm Vua Đàm sớm xìu ngay khúc dạo đầu, Thủy Tiên thì tránh mặt, Phương Hằng dính án 3 năm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.